Người dân New York cảnh giác trước mối đe dọa trong video mới, tin từ New York. Mặc dù không có mối đe dọa cụ thể và đáng tin chống lại thành phố New York, trong đoạn video mới của nhóm quốc gia Hồi giáo, các cư dân và du khách vẫn cảnh giác. Đoạn video mà nhóm quốc gia Hồi giáo mới công bố gợi ý rằng thành phố đông dân nhất của Hoa Kỳ là một mục tiêu tấn công tiềm năng, giống như là những cuộc tấn công tại Paris. Nhóm quốc gia Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Paris vào ngày thứ Sáu tuần trước, làm cho 129 người bị thiệt mạng trong các vụ nổ súng và đánh bom tự sát tại một phòng hòa nhạc, nhà hàng và sân vận động túc cầu ở Paris. Cuộc tấn công vào thủ đô của nước Pháp làm gợi nhớ tới các cuộc tấn công của New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi những chiếc phi cơ bị cướp đâm vào tháp đôi trung tâm thương mại thế giới, làm hơn 2.600 người bị thiệt mạng. Một cư dân nói, ai sống ở thành phố New York cũng luôn đề cao cảnh giác. Vào ngày hôm qua, nhóm quốc gia Hồi giáo công bố một đoạn video dài gần 6 phút, bao gồm một cảnh cho thấy là một kẻ đánh bom tự sát, chuẩn bị và kéo áo khoác. Đoạn phim ngắn gọn chiếu cảnh quảng trường thời đại và quảng trường Harrod, hai ngã tư nổi tiếng ở trung tâm Manhattan, với nhiều du khách và một kẻ đánh bom tự sát dường như cầm thiết bị kích hoạt bom. Theo giám đốc của nhóm tình báo SITE, một tổ chức chuyên theo dõi của các nhóm phiến quân, cảnh quay tại New York từng xuất hiện trong một đoạn video mà nhóm phiến quân công bố vào tháng 4 năm nay. Do vậy, mặc dù thành phố New York là mục tiêu của phiến quân quốc gia nhà nước Hồi giáo, đoạn video mới không gây ra bất kỳ hoảng loạn nào. Trong cuộc họp báo vào tối ngày hôm qua, thị trưởng Bill de Blasio thông báo lực lượng cảnh sát của thành phố New York đang làm việc không ngừng nghỉ để giữ an toàn cho thành phố. Theo ông, trong tuần này thì sở cảnh sát thành lập một đơn vị chỉ huy phản ứng quan trọng mới, gồm 500 nhân viên chuyên về các hoạt động chống khủng bố. Đơn vị mới sẽ bổ sung cho chương trình chống khủng bố hiện hành gồm 1.000 cảnh sát. Một phát ngôn viên của FBI cho biết, họ biết về đoạn video mới và bất kỳ đe dọa khủng bố nào tới thành phố New York đều được điều tra kỹ lưỡng.